đến giờ phút này có thể khẳng định rằng là ví dụ ông Phạm Nhật Vượng của Vingroup là không nằm trong danh sách cấm xuất cảnh, chắc chắn là như thế. Và Vingroup là một trong những cái doanh nghiệp đóng thuế rất lớn cho nhà nước, và cái số lượng tiền đóng thuế của họ là khoảng 127.000 tỷ đồng.